Sáng nay 13 tháng 8 tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ công bố trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của năm Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia IPA 41 đã tham dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia IPA 41, trưởng Ban tổ chức IPA 41 và các thành viên của Ban tổ chức. Trước tình hình đại dịch COVID tiếp tục diễn biến phức tạp, Quốc hội Việt Nam tổ chức Đại hội đồng IPA lần thứ 41 theo hình thức trực tuyến từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội đồng IPA được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng IPA 41 chỉ đạo tiểu ban thông tin, tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với Ban thư ký quốc gia IPA 41 và các tiểu ban khác khẩn trương cập nhật thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử, ứng dụng trên thiết bị di động về các nội dung hoạt động của IPA, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Đại hội đồng IPA 41 với chủ đề Ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Trọng tâm là làm nổi bật những đóng góp và sáng kiến của Quốc hội Việt Nam trong năm Chủ tịch IPA 2020. Chỉ đạo tiểu ban thông tin tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền năm Chủ tịch IPA và Đại hội đồng IPA 41 trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, báo chí, tổ chức họp báo trước và sau Đại hội đồng IPA 41, đồng thời cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, không gián đoạn về toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội đồng IPA 41, bảo đảm nội dung thông tin tuyên truyền phù hợp với hình thức tổ chức Đại hội đồng trực tuyến. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các thành viên Ban tổ chức IPA 41 đã ấn nút khởi động trang thông tin điện tử ứng dụng trên thiết bị di động của năm Chủ tịch IPA 41.